Chào anh em nha, nay bên cửa hàng em về con 301 hai cầu nha anh em. Để em quay tổng ra, em quay vòng vòng cho anh em xem cái, em quay chi tiết nha anh em. Mới vừa về luôn nha anh em, chưa dọn rửa luôn nha anh em. Nguyên cơm lơi luôn. Để em quay tổng thể cái quay chi tiết cho anh em. Rồi, giờ em quay chi tiết cho anh em nha. Khu ta 301 mới vừa cập bến cửa hàng em luôn. Rồi. Giờ em quay cái vỏ cho anh em xem cái nha. Đây là chi tiết nè. Vỏ 301 thì nó đi vỏ 816 nha anh em. Mâm zin luôn, còn zin chưa rửa chưa đụng tới gì hết nha anh em. Nguyên zin nha anh em. À, vỏ nè. Vỏ còn rất là đẹp nha anh em. Vỏ cái đĩa cái này là quá đạt rồi đó nha anh em ơi. Đây tới cây cầu. Đây cầu ở đây anh em. Bây giờ em chưa rửa nhìn thì nó cũng còn dơ nha anh em. Dơ nè nước đó. Cái này anh em mua xong rửa cái là nó xanh lè luôn nha anh em. Rồi giờ tới em quay thằng máy cho anh em xem. Đây cái máy đây còn xanh luôn. Cái này anh em mua xong cửa hàng em dọn rửa cho anh em luôn nha. Đây, đó, cửa hàng em mới về rồi để nguyên cho anh em dễ xem, nó còn rất là đẹp. Thì cái bồ mà nó còn trắng tươi luôn nha anh em. Xe này còn rất là đẹp nha anh em. Đó, dòng 301 này thì nó 30 ngựa nha anh em. 30 ngựa. Cái gác chân nè, gác chân mà nó còn nó mới có chày đây chút xíu. Xe này còn rất là đẹp nha anh em. Số đồ xanh lè luôn. Rồi em quay bên đây. Có chỗ này thì nó chạy, nếu mà anh em mua thì xong rồi cửa hàng em dặm cho anh em, có muốn dặm thì dặm nha. Còn không thôi, để nguyên cũng được. Xe về để nguyên. Để bên em chưa dọn rửa hết. Này, vỏ bên đây nè anh em. Mâm vẫn còn zin luôn, cái sơn còn zin luôn. Đó. Đây, cầu bên đây nha anh em ơi. Đó, chưa rửa nên nó còn dơ nha anh em. Cái xe mà rửa ra còn rất là đẹp. Đây, cái sơn zin luôn nè. Còn luôn hàng chữ nhật luôn nha anh em. Đó. Máy bên đây nè, sơn này nó còn xanh lè luôn anh em. Mà rửa ra một cái nữa thôi, xe này cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Vậy sao làm để vậy luôn á. Rồi mặc cái máy lên quay cho anh em nha. Đây cái máy đây. Đó, tại xe về chưa dọn rửa nên anh em nhìn nó còn dơ. Chưa dọn chưa gì chưa rửa luôn, nguyên zin luôn. Em coi nước bật nước lên cho anh em xem còn nước xanh không. À, nước xanh luôn nha anh em. Nguyên zin là nước xanh luôn á. À, anh em thấy không, xe nét nó ở bển ít cái xài nè. Bô lửa là nó còn trắng tươi nè. Đây. Trắng tươi luôn. Xe mà chạy nhiều ít là anh em nhìn như chỗ cái bô nè. Đây chỗ cái bô nè. Đó, xe này không chạy ít nha anh em, nó chưa cháy hết nha. Nhiều con nó chạy nhiều là nó cháy cái này từ trong ra tới ngoài này luôn. Đó, con này ít chạy bởi nó chạy nè anh em. Đó, máy nè, em lấy tay em chùi ra cho anh em xem luôn nè. Xanh lè luôn nè. Đây. Đó, nước sơn nè anh em thấy không? Xanh lè luôn. Hai cái bét, bốn cái bét của nó nè.
Cái dòng máy này xài gạch cực bền nha anh em. Nói về mà cua ta thì khỏi nói rồi, cua ta thì chất lượng của nó số 1 rồi. Ốc bù lon nè, còn 7 màu luôn. Rồi để lúc này em quay sao cho anh em nha. Để quay đồng hồ rồi. Cái đồng hồ này nó chạy, xe này nó chạy 1352 giờ nha anh em. Đúng chắc nghĩa địa luôn. Đó, hộp số đó. Xe này về nó còn nguyên cái bộ khung gào, bộ khung này là khung gào súc, nhưng mà nó không có gào súc nha anh em. Nếu anh em muốn bắt gào súc thì cửa hàng bắt cho anh em luôn. Còn nếu anh em không xài thì anh em về mở này ra bỏ. Xe này là bên cơ số cơ nha anh em. Đó, bên cơ số cơ này gùa nè, bên cơ về nước sơn rồi còn rất là khá đẹp luôn nè, mới tinh chưa dọn rửa mà xe nó đẹp đó, về nước sơn zin quay lòng trong, cái lòng trong mà nó không có một miếng chốc thôi nè anh em nè, lòng trong nước sơn về mà không có miếng chốc nữa. Ai vỏ sau đây nè, vỏ sau còn rất là đẹp luôn nha anh em. Mâm sau cũng vậy, cái mâm sau này cũng còn nước sơn zin luôn nha anh em, chưa rửa luôn á, còn dính sình nhật luôn, gọi là sình nhật luôn á. Về nè, trong lòng về nè, có miếng chốc nữa, có cái chốc đẩy xíu đó. Anh em có mua xong muốn sơn lại chỗ này xíu thì em sơn cho. Vỏ sau con này thì nó đi vòng 3.1 này thì nó đi cái vỏ sau là 12.4-26 nha anh em. Mình vỏ 26 nha. Đây cho em quay phần đùi. Dòng này thì nó đi đùi treo nha anh em. 301 thì đùi treo. Đó. Đùi treo nha anh em. Còn xanh lè luôn nè, em thấy không? Em chưa rửa mà nó còn đẹp gì nữa, đóng phấn. Này gọi là nguyên zin luôn, nguyên zin nguyên phụ kiện luôn. Đăng zin nó luôn nha anh em. Đó. Đăng zin luôn á. Đùi zin luôn, cái đùi quắt ra khá đẹp luôn nè. Cực kỳ đẹp luôn, nước sơn còn đẹp cực kỳ luôn. Cái đùi xới mà ở bển mà nó xài mà còn cỡ này là anh em biết xe nó đẹp rồi. Biết chắc xe. Lưỡi nè anh em. Đó lưỡi đó. Nào anh em thấy không? Đuôi xe này thì nó đi cái đuôi nhông mét 6 3 nhông nha anh em, đúng 301 là đi đuôi mét 6 3 nhông đó, anh em thấy không, cực mới luôn nha anh em. Xe em chưa dọn rửa mà xe nó cực đẹp cái này thôi chứ là anh em biết ở bên Nhật Tết cái xài rồi, cái đuôi mà nước sơn mà nó còn bóng lưỡng luôn à, đuôi nước sơn bóng lưỡng luôn này à. Nước sơn của nó mà nó còn cái chắc bóng luôn à. Chứ Việt Nam mình mà sơn xong không bằng nó đâu à. Cái tay này mà anh em thấy nè, nó còn trắng tươi luôn. Thường thường mấy cái tay này giờ nó hay xét lắm, nhưng mà cái này xe này nó đẹp á, nó trắng tươi còn luôn anh em. Về mà lòng trong về là anh em nhìn biết rồi nè, chưa có một chốc gọi là xét là chốc luôn. Mâm bên đây cũng vậy luôn, mâm zin luôn, zin đẹp luôn, vỏ cũng vậy luôn anh em, nó không vỏ ra móc, nó vỏ ra móc. Nói về cái dòng xe Kuta 301 này thì anh em xài cực bền, xe dòng này xài bền lắm. Đây nó cái yên này zin luôn, yên này luôn của nó luôn nha anh em. Nè cần số à. Cái này là cần số cầu này nha anh em, số cầu. Còn bên đây là cần, bên đây là số chậm lẹ.
L và lá H và L, N là no, H là H này là lẹ nha, là chậm nha. Đó. Đây nó có bốn số xới, bốn số chạy một số ve, hai tầng chậm lẹ. Chưa, xe này về em chưa có dọn có rửa gì hết, cái vô lăng còn đẹp nên ha. Dòng này là xúc cơ bên cơ nha anh em, anh em mua cái này về xài cực bền luôn á. Tôi em ơi, đây hai cái đèn đó đây. Nếu mà anh em muốn mua xong muốn dọn, muốn rửa đây cửa hàng em dọn rửa cho anh em, mà muốn để nguyên vậy để nguyên luôn cũng được. Nó sẽ cực chắc. Rồi cái khung rào này anh em muốn để thì để, rồi muốn mở ra thì mở nha anh em. Đó cái khung này nè. Như cái khung này anh em về muốn để luôn cũng được, mà muốn mở ra thì mở. Còn muốn xay gạo thì bên cửa hàng em bắt lắp vô cho anh em luôn. Tại nó về nó không có gạo nha anh em. Nó có khung không à. Rồi, vậy em xin kết thúc video nha anh em. Anh em cần thì cứ liên hệ số điện thoại